1. Trình bày được kiến thức đại cương và phân loại các nhóm thuốc điều trị bệnh sốt rét. 2. Phân tích đặc điểm dược động học, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định, để áp dụng trong tư vấn sử dụng thuốc điều trị sốt rét. 3. Vận dụng các kiến thức đã học để nhận biết và hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị sốt rét trong các tình huống giả định. 4. Rèn luyện kỹ năng cho bản thân trong việc tự học, làm việc nhóm. Đại cương về bệnh sốt rét. Do ký sinh trùng sốt rét, Plasmodium, gây ra. Có khoảng 120 loài Plasmodium nhưng chỉ có 4 loài gây bệnh ở người, ở Việt Nam. Plasmodium falciparum chiếm 80-85%, gây sốt rét cách nhiệt hay dưới cách nhiệt. Thể sốt rét nghiêm trọng nhất gây tử vong ở những người không miễn dịch nếu không điều trị kịp thời. Plasmodium vivax chiếm 15-20%, gây bệnh cách nhiệt nhẹ, lan truyền nhanh, ít khi gây tử vong. Plasmodium malariae chiếm 1-2%, gây bệnh cách nhiệt 3 ngày lần, gây hư hại thận. Plasmodium ovale hầu như không gặp ở Việt Nam. Sốt rét cách nhiệt nhẹ nhất. Đặc điểm lâm sàng giống Plasmodium vivax. Việc điều trị sốt rét hiện nay còn gặp nhiều khó khăn vì ký sinh trùng sốt rét, đặc biệt là Plasmodium falciparum, đã kháng lại nhiều thuốc chống sốt rét. Việt Nam có khoảng 35 triệu người sống trong vùng sốt rét lưu hành, trong đó có 15 triệu người sống trong vùng sốt rét lưu hành nặng. Muốn điều trị sốt rét có hiệu quả, phải triệt để tuân thủ phác đồ điều trị của chương trình phòng chống sốt rét quốc gia. Ở gan, khi mũi cái đốt người, thoa trùng trong tuyến nước bọt mũi vào máu. Sau 30 phút, thoa trùng vào gan và phát triển trong tế bào gan thành thể phân liệt. Khi trưởng thành, thể phân liệt phá vỡ tế bào, giải phóng các mảnh trùng vào máu, gọi là giai đoạn tiền hồng cầu. Khi mũi cái đốt người, Plasmodium falciparum, tất cả các mảnh trùng vào máu và phát triển ở đó. Plasmodium vivax và Plasmodium ovale còn có sự phát triển muộn hơn của một số thoa trùng khác trở thành thể ngủ. Thể ngủ phát triển từng đợt, thành thể phân liệt, phá vỡ tế bào gan, giải phóng các mảnh trùng vào máu, gây những cơn tái phát xa, sốt rét hồi quy. Chu kỳ sinh sản của ký sinh trùng sốt rét và vị trí tác dụng của các thuốc điều trị sốt rét. 1A, thoa trùng vào tế bào gan. 2A, 3A, thể phân liệt phát triển trong tế bào gan. 4. Giải phóng các mảnh trùng. 5. Mảnh trùng vào hồng cầu. 6. Thể tư dưỡng trong hồng cầu. 7.8. Thể phân liệt phát triển trong hồng cầu. 9. Phá vỡ hồng cầu và giải phóng các mảnh trùng. 10.11.12. Phát triển thành giao bào đực và giao bào cái. 1B, 2B, 3B. Phát triển của thể ngủ. Ở máu. Mảnh trùng trong gan, vào máu, hồng cầu. Lúc đầu là thể tư dưỡng, phân liệt non, phân liệt già, phá vỡ hồng cầu, giải phóng những mảnh trùng và độc tố, gây ra cơn sốt rét trên lâm sàng. Hầu hết các mảnh trùng quay lại hồng cầu sống ký sinh, gây cơn sốt rét, hàng ngày hoặc cách nhật, tùy vào Plasmodium. Một số mảnh trùng, biệt hóa thành những thể hữu giới, giao bào đực hoặc cái. Giao bào đực hoặc cái được muỗi hút vào dạ dày, phát triển thành giao tử đực hoặc cái. Qua sinh sản hữu tính sinh ra thoa trùng, tập trung tuyến nước bọt. Giao bào đực hoặc cái được muỗi hút vào dạ dày và phát triển thành giao tử đực hoặc cái. Qua sinh sản hữu tính sinh ra thoa trùng, tập trung tuyến nước bọt. Thuốc cắt cơn. Diệt thể vô tính trong hồng cầu. Chloroquine, quinine, atomycin và dẫn chất, fansida, metfloquine, halofanprin. Thuốc chống tái phát và chống lây truyền. Primerquin. Thuốc dự phòng sốt rét. Fansida, chloroquine, metfloquine. Nguyên tắc điều trị. Điều trị sớm. Càng sớm càng tốt, ngay sau khi các triệu chứng xuất hiện, đối với trẻ em trong vòng 12 giờ, đối với người lớn là 24 giờ. Điều trị đúng thuốc, đủ liều. Theo dõi chặt chẽ kết quả điều trị, để có biện pháp xử trí kịp thời và thích hợp. Điều trị toàn diện, kết hợp với nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Thuốc diệt thể vô tính trong hồng cầu. Chloroquine, biệt dược, nivaquine. Dạng thuốc, viên nén phốt phát, 250,
500 mg, tiềm 250 mg trên 5 ml. Dược động học: hấp thu nhanh qua đường uống, tiêm bắp, tiêm dưới da. 50-65% thuốc gắn với protein huyết tương, khuếch tán nhanh và rộng rãi vào các tổ chức. Thuốc tập trung nhiều ở hồng cầu, gan, thận, lách và phổi. Ở hồng cầu nhiễm ký sinh trùng sốt rét, nồng độ thuốc cao gấp 25 lần hồng cầu bình thường. Chuyển hóa chậm ở gan, desmethyl chloroquine vẫn diệt được Plasmodium. Thải trừ chậm khoảng 50-60% qua nước tiểu, thời gian bán thải 3-5 ngày, có khi tới 12-14 ngày. Tác dụng: ký sinh trùng sốt rét, diệt thể vô tính giai đoạn tiền và trong HC, diệt thể giao tử trừ P, falciparum kháng thuốc. Tác dụng cắt cơn nhanh và có thời gian bán thải kéo dài. Không tác dụng lên giai đoạn ngoại hồng cầu, dương tính primerquin, diệt sán lá gan và amip gan, ức chế miễn dịch. Chỉ định: dự phòng và điều trị sốt rét, amip gan và sán lá gan, điều trị viêm đa khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, ban da, rối loạn chuyển hóa porphyrin. Cơ chế tác dụng: ký sinh trùng sốt rét tiêu hóa hemoglobin của hồng cầu vật chủ vào không bào thức ăn, ở đó hemoglobin được chuyển thành hem free protoporphyrin 9, là sản phẩm trung gian có độc tính gây ly giải màng. Hem được chuyển thành sắc tố hemozoin ít độc hơn nhờ enzyme polymerase. Chloroquine ức chế polymerase, làm tích lũy hem gây độc với ký sinh trùng sốt rét, làm ly giải ký sinh trùng. Thuốc tập trung trong không bào thức ăn của ký sinh trùng sốt rét, làm tăng pH ở đó và ảnh hưởng đến quá trình giáng hóa hemoglobin, làm giảm các amino acid cần thiết cho sự tồn tại của ký sinh trùng. Chloroquine còn có thể gắn vào chuỗi xoắn kép DNA, ức chế DNA và RNA polymerase, cản trở sự tổng hợp nucleoprotein của ký sinh trùng sốt rét. Tác dụng không mong muốn: điều trị rối loạn tiêu hóa, liều cao, độc với thần kinh và tâm thần, thiếu máu, rối loạn tiêu hóa nặng, chống chỉ định, bệnh võng mạc, bệnh vẩy nến, phụ nữ có thai, mẫn cảm, thận trọng, bệnh gan, máu và rối loạn thần kinh. Quinine, nguồn gốc là alkaloid của nhiều loài cây quinquina, Cinchona rubiaceae, được sử dụng điều trị sốt rét từ năm 1630. Dạng dùng: muối sunfat, acid chloridric. Dạng thuốc: viên nén quinine sunfat 250 mg, tiêm quinine HCl 250 mg trên 2 ml, 500 mg trên 2 ml. Tiêm tĩnh mạch quino serum 500 mg trên 5 ml. Dược động học: thuốc được hấp thu nhanh qua đường uống và đường tiêm. Sau khi uống 1-3 giờ, thuốc đạt được nồng độ tối đa trong máu, nồng độ trong huyết tương thường gấp 5 lần trong hồng cầu. Thuốc liên kết với protein huyết tương khoảng 90%, phân bố nhiều vào gan, lách, phổi, qua được giao thai và sữa mẹ. 80% thuốc được chuyển hóa qua gan và thải trừ phần lớn qua nước tiểu dưới dạng đã chuyển hóa. Thời gian bán thải 7-12 giờ trên người bình thường và 8-21 giờ ở bệnh nhân suy thận. Tác dụng: ký sinh trùng sốt rét, diệt thể phân liệt trong máu cắt cơn nhanh, ít bị kháng. Diệt thể giao tử của Plasmodium vivax, Plasmodium malariae. Cơ chế: ức chế tổng hợp ADN ký sinh trùng trên thần kinh trung ương. Liều cao: ức chế và giảm đau, thân nhiệt, hạ sốt. Tuần hoàn: tác dụng chống loạn nhịp yếu, cơ trơn, tăng co bóp cơ trơn tử cung, tiêu hóa, tăng tiết dịch. Liều nhỏ giúp ăn ngon, liều cao gây rối loạn tiêu hóa. Chỉ định: sốt rét nặng do Plasmodium falciparum và sốt rét ác tính, hay dùng ở những nơi Plasmodium falciparum đã kháng chloroquine. Tác dụng không mong muốn: đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, ù tai, rối loạn thị giác, máu, có thể gây tan máu, hạ đường huyết. Liều cao có thể gây sẩy thai, dị tật bẩm sinh cho thai. Chỉ định: sốt rét nặng do Plasmodium falciparum và sốt rét ác tính,
hay dùng ở những nơi Plasmodium falciparum đã kháng chloroquine. Tác dụng không mong muốn: đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, ù tai, rối loạn thị giác. Máu, có thể gây tan máu. Hạ đường huyết. Liều cao có thể gây sẩy thai, dị tật bẩm sinh cho thai. Fansida. Biệt dược. Phadomin. Dạng thuốc. Phối hợp giữa pyrimethamine 25mg 20mg, sulfadocin 500mg 400mg, viên ống tiêm 2ml. Tác dụng: pyrimethamine. Tác dụng chậm với thể vô tính trong hồng cầu của bốn loài ký sinh trùng sốt rét. Ức chế thể ngoài hồng cầu. Sulfadocin. Sulfamide thải trừ rất chậm. Diệt thể vô tính trong hồng cầu của Plasmodium falciparum. Tác dụng yếu với Plasmodium vivax. Không ảnh hưởng đến giao tử và thể vô tính. Cơ chế hiệp đồng tăng cường của Fansida. Metfloquin. Biệt dược. Lariam. Dạng thuốc. Viên nén 250mg. Tác dụng: chỉ dùng đường uống do tiêm kích ứng mạnh. Diệt thể phân liệt trong máu của tất cả ký sinh trùng sốt rét cả chủng Plasmodium falciparum kháng chloroquine. Có tác dụng lên giai đoạn ngoại. Cơ chế hiệp đồng tăng cường của Fansida. Chỉ định: điều trị và dự phòng sốt rét. Tác dụng không mong muốn: chóng mặt, buồn nôn. Chống chỉ định: động kinh, rối loạn tâm thần. Trẻ em dưới 3 tháng. Suy gan, thận nặng. Phụ nữ có thai dưới 3 tháng. Thận trọng người lái tàu xe, làm việc trên cao. Artemisinin và dẫn chất. Nguồn gốc: chiết xuất từ cây thanh hao hoa vàng, tên KH, Artemisia annuoasteraceae. Artemisinin, không tan trên nước. Từ Artemisin, bán tổng hợp. Artesunat, muối natri dễ tan trong nước, tác dụng mạnh hơn Artemisinin. Artemether, Artether, tan trong dầu, chỉ dùng tiêm bắp. Tác dụng: hiệu quả cao trong điều trị sốt rét. Diệt thể vô tính trên HC, kể cả Plasmodium falciparum đã kháng chloroquine. Không có tác dụng trên giai đoạn gan, toa trùng và giao bào. Chỉ định: điều trị sốt rét nhẹ, thương binh do bốn loại ký sinh trùng sốt rét. Điều trị sốt rét nặng do Plasmodium falciparum đã kháng thuốc hoặc sốt rét ác tính. Chỉ định: điều trị sốt rét nhẹ, thương binh do bốn loại ký sinh trùng sốt rét. Điều trị sốt rét nặng do Plasmodium falciparum đã kháng thuốc hoặc sốt rét ác tính. Tác dụng không mong muốn: độc tính thấp, TPP nhẹ, thoáng qua, rối loạn thoá, buồn nôn, nôn, đau bụng, ỉa chảy, nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt. Chống chỉ định: phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Thuốc diệt giao tử, Primerquin. Tác dụng thể ngoài hồng cầu ban đầu ở gan của Plasmodium falciparum và các thể ngoài hồng cầu muộn của Plasmodium vivax, ovan, tránh tái phát. Diệt giao bào bốn loại ký sinh trùng sốt rét, tránh lây lan. Chỉ định: điều trị sốt rét do Plasmodium vivax và alveo. Điều trị cộng đồng để cắt lan truyền ký sinh trùng sốt rét, đặc biệt là Plasmodium falciparum đã kháng chloroquine. Chống chỉ định: bệnh gan, tủy xương, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 3 tuổi, methemoglobin. Tác dụng không mong muốn: đau bụng, khó chịu ở thượng vị, đau đầu nếu uống thuốc lúc đói. Dạng thuốc: viên nén, 13,2mg Primerquin phốt phát có pH xấp xỉ 7,5. Có tính 3 giờ.
Ký sinh trùng kháng thuốc. Hiện tượng kháng thuốc. Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Do điều trị không đúng phác đồ, hoặc dùng không đủ liều. Theo WHO, kháng thuốc là khả năng một chủng ký sinh trùng có thể sống sót và phát triển mặc dù bệnh nhân đã được điều trị và hấp thu một lượng thuốc, hoặc chính xác trong máu bệnh nhân đã có nồng độ thuốc mà trước đây vẫn ngăn cản và diệt được ký sinh trùng số rét đó. Ký sinh trùng kháng thuốc. Hiện tượng kháng thuốc. Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Do điều trị không đúng phác đồ, hoặc dùng không đủ liều. Theo WHO, kháng thuốc là khả năng một chủng ký sinh trùng có thể sống sót và phát triển mặc dù bệnh nhân đã được điều trị và hấp thu một lượng thuốc, hoặc chính xác trong máu bệnh nhân đã có nồng độ thuốc mà trước đây vẫn ngăn cản và diệt được.